Kết thúc đợt cao điểm 45 ngày đêm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Long Điền đã lập biên bản xử lý 1.585 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ. Trong số gần 1.600 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ từ ngày 12 tháng 9 đến ngày 27 tháng 10, hơn 51% là vi phạm nồng độ cồn và chạy quá tốc độ quy định. Còn lại là các lỗi không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều đường, đi vào đường cấm. Công an huyện Long Điền ban hành quyết định xử phạt hành chính 1.106 trường hợp với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn 167 trường hợp, tạm giữ 797 phương tiện các loại.